Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc FC. Chiếc này thì bên mình về với tình trạng là qua sử dụng, độ mới cao, vẫn còn full box và đầy đủ hộp của hãng đi kèm. Đây là một chiếc được thiết kế một cái dáng tanh, góc cạnh nam tính, sử dụng thân vỏ được thiết kế bằng thép 316L và nó được bọc vàng hồng 18K, dày 10 micron. Và để minh chứng cho điều đó thì hãng đã đóng cho chúng ta những cái chuyện ký hiệu của vàng ở bên trong phần lung càng góc 6 giờ, đó chính là chuyện P10. GP10, GP là viết tắt của Gold Plate, và 10 đây là độ dày 10 micron. Với một chiếc đồng hồ mà được bọc vàng dày như thế này thì anh em sử dụng yên tâm, là lớp mạ nó rất là bền màu nhá. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc mang mã quốc tế là Frederic Constant Care Heartbeat, thiết kế open heart nằm tại góc 12 giờ, và nó sẽ mang cái mã Refident là FC310MC4C25. Với mặt đeo màu trắng và được đánh vân Grouche rất là đẹp. Lòng ngoài cùng sẽ là nơi chứa những vạch chia phút. Tiếp theo thì sẽ là những cọc số la mã để tăng phần cổ điển, khi mà kết hợp với bộ kim mắt ngỗng bên trong rất là tuyệt. Kim dây chạy rất là mượt vì chiếc này mang cái tần số rộng lớn là 28.800 PPH. Điểm nhấn nằm tại góc 12 giờ với thiết kế lộ tim open heart thì sẽ giúp anh em có thể quan sát được từng chuyển động dao động đồng hồ một cách dễ dàng. Ở nơi này chúng ta cũng có một viên đá ruby, cũng chính là cái chân kính thứ 26 của bộ máy Silita FVK200. Dòng chữ là Frederic Constant Geneva nằm tại góc 6 giờ cùng với squid mat bên dưới. Mặt kính sử dụng vẫn là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Núm chính nằm tại góc 3 giờ và núm này được cấu tạo dạng núm quả quýt để tăng phần cổ điển, cũng như là lúc giúp anh em lên cót tay và kéo ra chỉnh lịch và kéo ra chỉnh giờ rất là tiện lợi. Chiếc này thì không có lịch ngày anh em nhé. Đó, đi kèm sẽ làm sợi dây cá sấu màu nâu cánh rán, và đây là sợi dây đã được nâng cấp rồi, sợi dây cá sấu nhập. Chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa xiên của FC với logo của hãng, và cái khóa này của chúng ta thì chỉ là mạ PVD thôi. Riêng bộ khung vỏ thì bọc vàng. Phần đáy trước này thì sẽ được thiết kế một đáy skeleton lộ máy, và cỗ máy của chúng ta ngày nay đó chính là cỗ máy Silita FVK200. Với cỗ máy này thì chúng ta sẽ có đầy đủ là 25 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 PPH, và thời lượng chữ cót của chúng ta là khoảng 40 giờ. Phần đáy chúng ta sẽ được chỉnh khắc đầy đủ là dòng chữ Frederic Constant. Chúng ta sẽ có những cái mã Refident và số serial number 1317805. Squid mat và độ chống nước của chiếc này là 3 ATM, anh em thì đi mưa rửa tay và không lo vào nước. Chiếc này thì đang được bán ở mức giá đi theo loanh quanh đâu đó là khoảng 30 triệu. Trong video này thì bên mình về một chiếc qua sử dụng độ mới có rất là cao, vẫn còn đầy đủ hộp của hãng đi kèm, và giao lưu lại với anh em mức giá là 12.800.000. Nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình choàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.